chào cả nhà, mình tên là Út, mình là trang fan của mình là Bếp Út. Hôm nay mình đến với fan nói to đừng rung đừng rung mình... nói lại anh hả? Không đừng nói lại, đang quay mà. Dạ. Đang quay lại rồi. Rồi em đến hôm nay là em giới thiệu với cả nhà là một cái món mà mình đơn giản hàng ngày mà các mẹ có thể làm cho gia đình mình, ba mẹ hoặc là con trong nhà ăn. Hôm nay mình giới thiệu món mứt bưởi, mứt vỏ bưởi. Rồi mứt vỏ bưởi. Đây là mình sơ chế trước để đỡ mất thời gian của mình thấy cái này trước. À sấy hả? Dạ. Rồi ok, để anh đang chuẩn bị rồi. Rồi vô đây anh. À bây giờ tại vì để tiết kiệm công đoạn á, bạn ấy sẽ sấy trước. Nhiệt độ sấy là bao nhiêu, mở lò lên giùm anh đi. Dạ 100 độ. 100 độ. Dạ 100 độ. Mà nếu mà giờ nhà mình mà lò Sanaki bình thường của gia đình á thì có thể chừng 5 phút mình là mình hét cửa lò một cái cho nó nhả bớt cái hơi nóng ra, tại mình sợ nóng quá nó... Thời gian sấy là bao nhiêu lâu em? Dạ nếu mình vàng mà mỏng như vậy đó thì khoảng chừng 10 phút em nghĩ là okay. Rồi không cần bấm cái đó, mình 10 phút đi. Rồi ok, mình bắt đầu về của mình ha. Rồi để làm cái món mứt bưởi mình có những xin lỗi cả nhà mẹ, bữa nay Chánh phải vừa làm đồng hành chung với là bạn đó, tại vì bạn đó bị quýu á, nãy bạn đó nói trước rồi. Em nói trước là nhờ anh Chánh nói giùm em tại. Rồi. Mình có vỏ bưởi, mình ăn xong là mình tận dụng là mình sẽ gọt vỏ bưởi ra. Thì cái mùi này bưởi đó, nó rất là ngon. Nó không có bị đắng nhiều, nó ngọt. Cho nên mình ăn cái thịt bưởi mình sẽ... Ủa em, cái mình làm dạ, làm tới chè bưởi mình sẽ làm bằng cái này đúng không? Nếu mình làm chè bưởi là mình sẽ làm cái này. Đúng rồi, wow, yeah. Cái chè bưởi không bỏ gì hết, bỏ cái hộp không thôi. Không bỏ gì hết, chỉ bỏ cái này. Cái này sơ, thật ra nhà em làm trà luôn. À. Có nghĩa là em lột ra hết ăn rồi, còn những cái này là em sấy vô lò cũng 100 độ, em để cho nó khô, em cất vô hộp thủy tinh hay giữ đó. Nấu nước thật sôi, em thả vô, em hãm trà uống luôn. Wow, rồi có một bạn tên là... Chen này hỏi là mình sấy mình có đóng nắp lò hay mở nắp lò? Dạ mình đóng nắp lò, nhưng mà một tí mình cũng lại mình thăm cái mức của mình thì mình sẽ hé ra rồi mình sẽ trở, tại vì mình sắt á bằng tay nó sẽ không đều tay, nó sẽ có miếng mỏng miếng dày, thì những miếng mỏng nó sẽ khô trước thì mình sẽ gấp những cái miếng nó ra trước. Ok bây giờ mình có cái đây mình lật cái nên như vậy mình sắt thì nó sẽ đều và nó ngon hơn. Rồi nó, cái này the, cái miếng này the, ai ăn được the thì mình giữ cái miếng này. À. Thì mình cứ sát như vậy. Như vậy em nói kỹ cho mọi người dễ làm để khỏi lấy. Nếu mà mình không có thời gian, mình muốn tiết kiệm thời gian thì mình sắt mỏng như vậy. Còn nếu mà nhà mà giống như mọi người mà ăn được mà the thì mình sắt như vậy nè. Thì nó sẽ giòn hơn. Nó sẽ giòn cái miếng của mình. Dạ, dày hơn. Thì nó sẽ giòn miếng bưởi mình hơn. Thì mình chỉ cần sắt như vậy thôi. À, sắt bình thường thôi. Sắt bình thường vậy thôi. Rồi mình đem mình được anh rồi, á, cho mọi người coi sơ sơ thôi. Thể phạm thôi. Rồi, ở đây bạn đó là cắt sẵn hết một đống bưởi luôn. Ở đây Út sẽ đã cắt sẵn hết đống bưởi rồi. Đây, em cắt rồi. Cái này là em ngâm, em xả rồi thành phẩm. Sau khi mình cắt mà mình làm cái gì? Dạ, bây giờ em nói nè anh. Dạ. Mình sắt như vậy xong rồi mình đem vào nước, mình ngâm, mình sẽ bỏ muối vô. Mình bỏ một cái nửa ký vỏ bưởi, mình sắt xong như hồi nãy em sắt đó, mình em cân đi. Được nửa ký vỏ bưởi là mình sẽ bỏ khoảng chừng 200 gram muối vô, mình trộn đều hết. Mình trộn đều hết thì mình đem ngâm. Ngâm cho muối nó tan ra, cái bắt đầu vỏ bưởi nó dẻo xuống là mình đem xả. Mình đem xả sạch cái nước muối đó đi. Xong rồi bắt đầu mình cái mình lại lấy vôi ăn trầu mà của mẹ hay ngoại ở nhà. Mình cái này á, cái vôi này là mình giúp làm cho nó giòn thêm cái vỏ bưởi thôi. Mình giúp làm giòn thêm cái vỏ bưởi. Mình có cũng được mà mình không có cũng không sao hết trơn á. Nó làm cho mình nhanh ra cái chất the một chút thôi chứ không có gì hết trơn, không quan trọng. Đó, mình ngâm khoảng chừng tầm 7 phút thì mình cảm thấy cái nước nó ngấm đều với cái vỏ bưởi đó là mình sẽ đem xả đi, xả sạch lại và mình cứ tiếp tục nhiều lần lượt, nhiều lần như vậy á. Mình ngâm nước khoảng 7-8 phút mình xả đi, khoảng 7-8 phút mình cứ xả đi và ngâm lặp đi lặp lại như vậy cho nó, mình thích ăn the thì mình ăn thử, mình cảm thấy cái độ nó còn the đắng giòn theo cái kiểu ý của mình mong muốn như thế nào á. Tại vì cái thị vị the đó là nó sẽ giúp cho mình tốt cho sức khỏe, tan mỡ, nó nhiều công dụng lắm. Thì mình không bán mua gì hết, mình làm gia đình ăn thì mình có thể điều chỉnh theo cái sở thích của mình. Có bạn tên là Hồ Ngọc Kim Cương hỏi là để cái cục vôi vô luôn hay sao? Dạ không, mình hòa ra nước. Mình hòa ra nước mình cho vào, mình trộn đều thôi. Còn cái muối 200g đó mình ngâm ở trong cộng đồng. Là nước đầu tiên.
muối 200g là mình dùng, mình cho thẳng vào. Mình ngâm bao nhiêu lâu? À, mình ngâm cho nó tan muối, nó ngấm vô cái vỏ bữa mình thấy nó dẻo, nó héo là được. Là khoảng bao nhiêu lâu? Là khoảng 10 phút đi. Rồi vậy là bạn đó cho nó lại, tại vì bạn này là lần đầu tiên bạn lên sóng cho nên có thể bạn đó sẽ bị quýu. Bạn đó dùng là nửa ký vỏ bưởi. Dạ. Bạn đó sẽ ngâm với 200g muối, ngâm với nước không hay là muối khô? Dạ có nước vô. Có chút xíu nước vô. Xâm xấp mặt, rồi để cho ngâm khoảng chừng 10 phút để cho nó hết muối. Xong mà nó sẽ xả cái đó ra lại bằng một chút, bằng cách là bỏ một chút xíu vôi ăn trầu vô. Vôi khoảng chừng cái viên ba lớn khoảng 10g, em nói 10g. 10g vôi. Bạn đó sẽ bỏ vô 10g và mình sẽ thao tác bằng cách xả nước liên tục, xả đi xả lại để cho nó bớt mình cái mình cứ cho nước vào ngập hết vỏ bưởi, mình ngâm đó 10 phút, xong mình làm việc gì rồi cái mình trở lại mình xả, rồi mình cứ cho nước vô mình ngâm khoảng chừng 10 phút lại mình xả. Dạ. Cho nó bỏ cái the đi thôi. Ok. Rồi xong đến như vậy, rồi mình xả lần cuối cùng mà mình ưng cái vị the của nó rồi đó, là mình sẽ dắt cho thật là ráo như vậy. Mình nhắc nhẹ tay thôi để cho nó vỡ cái màu hồng bên trong này, thì lúc mà mứt mình ra lò nó không có đẹp đó. Mình dắt cho ráo như vậy rồi bắt đầu mình có người hỏi là có chị Violet hỏi là mình cho mình hỏi là mình có thể áp dụng cách này cho mứt vỏ bưởi nguyên một miếng to không hay là phải ướp Dạ nguyên một miếng to thì ăn nó sẽ cứng lắm chị. Chánh cũng nghĩ là sẽ cứng đó chị, tại vì cái miếng mỏng này nó ăn nó vừa. Nếu mà như dày như hồi nãy em nói đó, mà ai ăn được the đó là sắc dày giống như em nói hồi nãy là ok. Dày gấp đôi cái miếng này là được rồi. Là cứng lắm rồi. Rồi ok. Rồi tiếp. Sau khi mình làm xong xuôi mình dắt ráo như vậy rồi thì rồi ok. Thì nửa ký vỏ bưởi á là em ăn ngọt á thì em sẽ cho là 400g đường cho các bé nhà mình ăn được. Rồi. Còn nếu mà người lớn tuổi kiêng đường thì mình cho khoảng chừng 300g đường là được rồi. Rồi. Ok. Em sẽ trộn đều vô. Rồi em sẽ trộn 300g đường vô. Dạ. Một nửa ký vỏ bưởi sắc xong thì là sẽ trộn với 100ml nước cốt chanh. Nửa ký vỏ bưởi là 100ml nước cốt chanh. Ok. Rồi. Mình trộn đều. Trộn đều như vậy mình ngâm tối thiểu là 8 tiếng nha anh. 8 tiếng. Wow. Ngâm, mình ngâm lâu hơn nữa cũng được, mình bận công việc gì mình cứ để chân cách thủy cho kiến, đừng có vô mình đậy kín. À. Và mình cứ để như vậy đó cũng không có bị ảnh hưởng gì hết. Mình bọc màng ráp lại, màng dạ, bọc ngăn lại. Mình bọc mình để đó mình đi công việc gì về khi nào mình rảnh mình đặt lên mình xem thôi cũng được. Bên Bobby cũng có bán em ơi, thích qua lấy ăn thôi. Dạ. Con cái này chánh, á, con bán nào qua đấy anh. Cái này vỏ bưởi là mẹ em gửi từ quê lên nên em yên tâm là bưởi không có xịt thuốc phân gì hết á. Nên là ăn vỏ vô tư, còn mua bưởi ngoài. Có bạn tên là, có chị tên là Phan Tuyết hỏi là nước vôi mình xả một lần hay lần sau chỉ xả nước thôi. Dạ. Anh đọc anh cũng không hiểu. Dạ mình ngâm một lần thôi chị, mình ngâm nước vôi có một lần giống như nước muối thôi, rồi từ đó về sau là mình xả em tổng cộng khoảng 20 lần mình xả đó, thì tất cả là nước lạnh hết. Cái nước lạnh mình xả nó giúp như vậy, thứ nhất là để cho nó loại cái the và đắng của cái ruột bưởi màu hồng này ra, cái ruột bưởi bên trong ra và cái vỏ, cái the ngoài cái vỏ. Rồi cái thứ hai là để cho nó loại hết cái chất nước vôi đó ra luôn, không còn đọng lại cái gì hết. Dạ. Mình ngâm 8 tiếng đến 12 tiếng cũng được đúng không? Dạ ngâm bao lâu cũng được anh. Em có một người hỏi là có thể giảm thêm đường không, có nghĩa là giảm đường không, tại vì nhà có người kiêng đường bị tiểu đường không anh? Dạ được. Nếu mà giảm thì cũng được nhưng mà nó không còn ngon nữa, thì nó giống như là vỏ bưởi sấy khô uống nước trà thôi, không còn vị gì nữa đâu. Cái cách sấy này là mình sấy uống trà được đúng không? Dạ được, thì nãy em nói đó, cái kia mà mình không ăn bao ngoài cái muối bưởi đó là mình sắc nhuyễn, mình sắc mỏng mỏng xong rồi mình cho vô mình sấy làm trà uống, thì cái này mình làm y như vậy cũng được luôn. Ok. Nếu mình uống trà đó thì mình không cần phải ngâm phải xả gì hết, chỉ rửa sạch sắc và sấy khô làm trà. Có bạn tên là Hồ Ngọc Kim Cương hỏi là mỗi lần mình xả thì có bóp vỏ bưởi không hay chỉ cho nước vô xả thôi? Em chỉ bóp nhẹ thôi, bóp rất nhẹ thôi cho nó ra bớt cái nước không còn động lại nhiều thôi, chứ bóp quá nó sẽ bể. Rồi. Nói chung là tránh cái tình trạng làm nó dập cái phần này nè. Nó dập cái phần này thì một hồi bưởi mất bưởi của mình nó khô á, nó không còn đẹp như miếng nữa. Có bạn tên là Ngô Thị Thanh Nga hỏi là bưởi đang dùng là bưởi gì đấy ạ? Dạ bưởi năm da xanh á. Bưởi da xanh. Dạ. Bưởi đỏ, da xanh. Ok, rồi.
rồi mình đã chờ cho nó đây. Bây giờ không có thời gian nên em là cho vào chảo à. Em xem cho mọi người cả nhà xem, nhưng mà mình ở nhà mình có thời gian á thì mình phải để tối thiểu 8 tiếng mình em. Tại vì mình để thứ nhất là để đường nó ngấm sâu vào cái vỏ bưởi à. Mình giữ bảo quản được lâu và nó sẽ ăn nó cái vị nó ngọt hơn à. Mà nếu mà mình không có thời gian mình có thể làm cách không thời gian là đây thằng em đang làm cách không thời gian là cho lên liền rồi. Rồi em có bật lửa lên nhầm anh, bật a bật bếp lên nhầm anh kêu nhỏ dừa không dừa. Nhỏ quá 400 cho nó mau khô mà không 1.000 được cả. À, 1.000 luôn chơi lớn chơi lớn. Cái này á, là mình chỉ giống như là cho nó cạn nước, mình giúp cho nó mau cạn nước mình cho vô lò thôi. Mà còn thêm một cách nữa nha cả nhà, nếu mà mình muốn giữ được cái màu xanh này mà đẹp á, mình không có bị mất cái màu xanh này đi á, thì mình không cần phải đắp lên đây đâu, mình cũng không cần sấy luôn, mà là mình ướp xong 1 ngày đến 2 ngày xong mình vắt nhẹ hơi đau ráo mình cho vào cái mâm mình phơi thì là đẹp lắm. Nhưng mà em không thích như vậy vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ đúng rồi, em sợ bụi bên ngoài nên em muốn làm liền, đưa vô sấy lại cái đó. Mình ở dưới quê thì được, ở quê mà trong quê luôn á mà không có gì hết á thì cũng đỡ. Em cũng mà sợ em đúng cũng không ngại nên em sấy vậy nó không đẹp, nó không đẹp như mình phơi. À 10 phút cái vỏ bữa mình sấy xong rồi đó em. Thằng Viên giấu mặt bữa giờ nha, nha mì ha, bữa giờ lên sóng. À, mình coi xí xí ha. Cái lò này nó chuẩn hơn cái lò kia giờ kia đó. À, có một người tên là Lê Hồng Hà hỏi là mình sử dụng cái bưởi bưởi nào mình cũng sử dụng được đúng không? Em thì em chưa có sử dụng nhiều, em chỉ sử dụng bưởi da xanh và bưởi năm roi thôi. À. Tại vì những cái bưởi lông và bưởi hồng thì vỏ nó sẽ the. Đắng, mã đắng. À, đúng rồi. Mình xả ra không có hết được cái chất đắng đó. Rồi có người tên là Bình Nguyên hỏi là ướp nước chanh nhiều mà mình giảm đường có bị chua không vậy chị? Chắc chắn là phải bị chua rồi. Ok. Yeah. Đẹp. Rồi mình cứ xên vậy trong bao nhiêu lâu? Xên cho nó cạn nước thôi. Ơi. Còn cái kia nhỏ lửa thì nó ngon mà. Lửa ngon hơn. Dạ. Không sao đâu, cái kia mình còn đưa thành phẩm mà. Dạ. Mình sấy cái đó khoảng bao nhiêu lâu thì nó sẽ. Cái lò của em là 10 phút 12 phút là em lấy ra rồi. À. Nhưng mà của mình thì nó chưa. À. Để chờ 10 phút nữa. Ở nhà bạn ấy xài cái lò Sanaki. Cái lò Sanaki nó thường nó nhảy nhiệt khoảng 15 độ, có nghĩa là khoảng 110, 120 gì đó. Cũng tùy lò đó. Nhưng mà nó nhảy 30 cũng chừng nữa. Nó cứ nhảy lên xuống mình không canh được. Nhưng mà nếu mà mình sấy cái này á. Tí nữa em sẽ cho mọi người xem cái mức độ như thế nào gọi là đạt, chứ mình không có phụ thuộc vào thời gian. Màu da giống như là mình láo chừng cho dễ hiểu thôi, chứ còn tùy theo cái lò nó quyết định. Rồi. Các bạn hỏi là mình để cái bếp, mình để cái lớp thịt trắng của bưởi nhiều như vậy hả? Dạ, cái lớp thịt trắng như vậy là để nó rút cái đường và nó làm cho ngọt. À. Còn mình không thích ăn nhiều á, mình chừa cái xanh nhiều thì nó sẽ đắng và the nên nó rất ngọt đi. Rồi. Để mọi người dễ hiểu để mà làm cho nó phù hợp với ở nhà. À, có một chị tên là Nga, Trương Thị Quỳnh Nga nói là vỏ bưởi để nguyên miếng to rồi mình cuốn vỏ bưởi. Vừa cuốn vừa vặn cho ra bớt tinh dầu và mới vắt mỏng nên sẽ giảm bớt thời gian xả nước. À, em cực nói luôn chị, cái mà mình xả này thứ nhất là để mình giúp cho cái ruột hồng bên trong nó là đắng đó. Thì mình muốn ngâm từ mình xả ra, còn mình vắt vậy thì nó dập. Đúng rồi. À, anh nghĩ là cái lúc mà mình nướng mới mình sấy như vậy á, nếu mà mình giảm cái nhiệt độ lại á, thời gian sấy sẽ lâu hơn, nhưng mà anh nghĩ sẽ ngon hơn. Dạ nó ngon hơn bởi em nói vậy. À, ý là nãy cái thời gian 10 phút đó không phải thời gian bắt buộc. Dạ gian... đúng rồi, mình chỉ án chừng cho mọi người biết như vậy thôi. À, còn nếu mà ai mà muốn cho nó thấm nó lâu hơn mà nó không có bị khô á thì nhỏ mình sẽ nhỏ lửa nữa rồi mình sấy dài thời gian. Dài nữa, cái như mình dẻo phơi vậy đó. Anh sẽ dẻo đúng không? Dạ. Yeah, ok, hiểu được vấn đề. Rồi thêm một cái mọi người lưu ý nữa là mình không có cần phải khô lắm mình mới lấy ra đâu. Mình cảm thấy nó ráo đường là mình lấy ra được rồi, tại vì mình bỏ trong keo, mình cất trong keo, nhưng mà 2 ngày sau cái mức của mình nó sẽ tự động nó khô đi một ít nữa. Không,
có bạn tên là Hồng An Nguyễn hỏi là nếu mình giảm đường có giảm bớt nước chanh không hay là vẫn để 100ml? Dạ, nếu mình giảm đường mình giảm nước chanh, nhưng mà em đã áp dụng nhiều công thức và nhiều cách giảm thêm rồi thì em thấy cái này là ổn nhất. Ok, có chị Kim Duyên hỏi là bỏ bớt ruột bên trong lấy phần vỏ nhiều hơn được không bạn? Thì hồi nãy em nói rồi, nếu mình bỏ bớt ruột bên trong á thì cái độ mức độ của nó hút đường sẽ ít đi, thì mình sẽ ăn được cái độ the và đắng nhiều hơn một chút. Rồi. Cái ruột bên trong là nó giúp cho mình hút đường, là nó giữ đường cho mình á. Có người tên là Nguyễn Hà Tuấn, Hà Tuấn gì đó hỏi là cho em hỏi lúc mình ướp đường và chanh trong 8 giờ mình bỏ trong tủ lạnh được không? Có nghĩa là bạn nó không bỏ bên ngoài, nó bỏ trong tủ lạnh, tủ mát á. Dạ không cần thiết, mình cứ để bên ngoài thôi. Ở ngoài đâu hư đâu, dạ. Nó có đường nó áo lại đâu hư. Dạ, đâu. Đường và chanh chanh nghĩ vậy nhưng mà chanh không làm hư. Rồi. Ok ha, bây giờ ở đây mì đã sấy, đang sấy cái này phụ dùng cho chị ấy. Chắc lần sau mấy thằng viên phobi lên được rồi. Rồi. Mình để thêm bao nhiêu phút nữa vậy? Tại cái lò nó đang hạ nhiệt á. Tại cái lò sấy đó, cái lò đó giờ là chuẩn. Có bạn hô để ở ngoài có kiến. Đúng rồi, mình để vỏ không có kiến, nó sao không có kiến. Thơm quá, nghe mùi thơm. Nghe thơm cho mày. Thơm quá, thơm quá. Thơm quá. Nó cũng đang bắt đầu hút nè. Nhà mình thấy nè, mình thấy cái bưởi nó lòng nó trong và nó trong lại và nó có vẻ như nó bị đỏ lên đã ha. Rồi trong thời gian đó chị sẽ cho coi cái vậy không cho quay hả? Không phải, em cho để ra gì hết đã. Có một bạn nói là bạn đó ngại nhất là cái công đoạn mà làm bớt đắng vì là bị cay. Vậy thôi, cái gì đâu mà nãy chị đó chỉ dễ mà, mình cứ xả nước thôi. Xả nước và xả nước. Tại vì em thấy cái này là phù hợp với mình ở nhà, mình làm việc mình vẫn có thể làm được. Rồi, ở đây có một bạn tên là Phan Tiếp hỏi là mình xên lửa vừa hay là lửa lớn, lửa vừa à? Lửa vừa nó sẽ ngon hơn. Đây là cái thành phẩm, cái mứt vỏ bưởi của mình mà đã sấy. Thì lát mình chờ ở trong lò ra lửa, hồi nãy thì nó còn ướt nhẹp. Hồi nãy trong lò thì nó còn ướt nhẹp như thế này nè. Ở trong đời thì nó còn ướt nhẹp như thế này. Sau khi mình sấy 10 đến 15 phút á thì ở nhà mình tùy thôi, mình sấy nhiệt độ lửa thấp thì nó ấy thôi. Thì dạ, nó không thể nào khác được, cứ để như vậy. Thì sau khi mình được cái này đúng không em? Dạ. Mình được cái này rồi mình để vô lò. Mình cạn nước cái này xong mình để vô lò mình sấy. Rồi ok, dạ. Là khoảng 15 đến 20 phút tùy lò. Nếu mà mình muốn lửa nhỏ thì nó sẽ lò này thành phẩm. Em đang cố. Có bạn hỏi là có cần phải thêm tinh dầu bưởi không? Dạ không, cái này là tinh thiên nhiên luôn mà thơm thơm lắm rồi ạ. À. Okay. Mình muốn ăn thiên nhiên mà mình thêm tinh dầu chi nữa. Nhánh bông lụm này thử một miếng. Được, em nhánh ăn thì được. Ăn được rồi nào. Bé em ở nhà đó là nó. Wow. Thay vì là mình làm chanh mật ong á, uống là sẽ nhăn nhó, nhưng mà cái mứt này ra thì cứ con cứ cầm con mứt. Mứt chừng nào mà hết ngọt thì không thái, nhưng mà ăn thì khó ăn đó. Có người tên là Lam Phương nói nếu không sấy vừa nắng được không? Được, bơ nắng được, nói rồi. Bơ nắng đẹp, phơi nắng thì mình sẽ không cần xào cái này luôn. Mình ngâm khoảng 2 ngày rồi mình vớt ra mình phơi nắng. Khoảng chừng cách một đêm rồi từng buổi trưa nữa là mình phơi nắng được. Mà nó bụi, nó vệ sinh, nó loại thực phẩm. Nhưng mà nó mất vệ sinh lắm. Muốn làm như vậy để mình không có phải phơi ở ngoài bụi bặm. Có chị Kim Duyên chỉ hỏi là anh trả lời cho anh nghe coi cái lò bưởi đi. Chị Kim Duyên hỏi là mình phải sấy nhiệt độ bao nhiêu? Cái này nãy em nói rồi, mình có thể sấy khoảng 100 độ. Sấy khoảng 10 đến 15 phút tùy lò. Nhưng mà nếu mà sấy nhiệt độ thấp hơn á thì nó cũng khoảng 7 80 độ á thì mình sấy lâu hơn, nhiều lúc bưởi của mình nó sẽ dẻo hơn, ít có bị khô hơn. Không có gì. Không có gì. Không có gì là không có chi. Ăn miếng nữa. Được không? Được không? Ăn lên 1 triệu 9 thôi. Dạ 1 triệu 3 đó, hắn lầu xanh lá ký nhà em 1 triệu 3 đó. 1 triệu 3. Tăng
anh đó giờ anh tránh em number one. Rồi 130 đó, cái lò xanh đăng ký của chị. À, có một người tên là Hồ Ngọc Kim Cương hỏi là mình thấy thành phẩm có vẻ mềm phải không, mình sấy giòn hay ẩm ẩm vậy thôi ạ? À, cái đó tùy nhu cầu của mình. Nếu mà mình muốn cho nó giòn thì mình sẽ sấy khô hơn xíu, còn nếu mà muốn cho nó ẩm ẩm như vậy mình để nó sẽ ngon. Tại vì nãy Út có nói rồi là nếu mà mình để tủ, mình để vô cái hũ khoảng 2 ngày sau nó lại sẽ khô, nó bốc, nó bay hơi bớt, nó tự khô lại. Rồi mình nhìn kỹ cái miếng bự mà nó còn mọng nước phải không? Nhưng mà nó không dính tay đâu. Đúng rồi, không dính tay, ngon. Quá ngon luôn. Dạ không có chi. Không cần đảo đâu mày. Dễ. Đó, khô rồi đó. Hay quá em ơi. Rồi mình lên đây giùm lùm đi à, để cho mấy em nó làm giùm đi. Để mấy em nó xào đi em. Rồi bây giờ mình nói thêm giùm anh cái phần công dụng của cái phần còn lại của trái bưởi giùm anh cái đi. À, bây giờ ví dụ như mà giờ cái vỏ bưởi mình xài được rồi. Bây giờ cái thịt bưởi thì ai cũng biết rồi đúng không? Rồi nó còn có cái gì đó là cái gì ta? Cái miếng trắng trắng nó gọi là cái gì Út? Sơ, cái bao với cái sơ của nó đó. Đúng rồi, cái đó mình làm trà đó Út, còn nói cái đó mình còn làm trà được. Cái này là em cũng lấy luôn, em tận dụng. Đúng rồi, chỉ có cái hộp bưởi với là cái giữa cái thịt bưởi là bỏ thôi. Đó cắt ra cho anh muối nha, thấy ngon quá. Cắt muối thì em phải lọc hết chứ bưởi em dánh. Thôi. À, mình nói công dụng của trái bưởi thì ai cũng biết rồi nha. Trái bưởi được ra là ăn nó nhịn tràn, xong rồi nó xúc đường ruột của mình nữa. Nhưng mà mình đừng có lạm dụng quá. Với lại em nhắc mọi người là cái này mình cũng không ăn nhiều đâu. Đúng rồi. Mình ăn một ngày ít thôi. Mình xả nhiều lần như vậy nhưng mà công dụng nhịn tràn của nó cũng rất là nhiều á, nó còn nhiều á. À, cái này ngon lắm á, cái bỏ bưởi, cái mứt bưởi này Út làm ngon lắm á. Nhà mình làm thử đi, nãy cháu ăn cực kỳ ngon. Đây, mình cứ sắc như vậy đây. Mình sấy. Ai có lò nướng thì sấy, không có mình để ngoài mâm mình phơi cũng được. Nhưng mà em thì em ngại để ngoài bụi, nên là em cứ sấy cho nó khô rồi em cắt rồi thử. Rồi khi mà nấu nước thật là sờ, nấu nước sôi đó mình rót ra mình cho vô ly nhúm nhỏ vậy đó, mình uống như trà vậy. Anh nghe mùi thơm nữa. Rồi anh ngủ cái đó. Anh này ở đây mà anh nghe mùi thơm luôn. Coi chân phẩm thơm nha. Đó, giảm cái lửa đó xuống đi. Giảm lửa xuống lên. 400 thôi. Cố chưa. Dạ được rồi anh. Wow, bé Linh. Chị biết sao không? Ăn cái bưởi nhiều á, nó đồng ý là nó giảm cân đó, nhưng mà mình ăn nhiều á nó sẽ làm mình mất cân đối, axit trong ruột mình nó sẽ cho mình bị đi ngoài nha. Cả thịt bưởi lẫn vỏ bưởi luôn. Ồ, giống rồi đó. Đây lúc em ra là nó vẫn còn ướt hơn ngoài cái dĩa đó, mà bây giờ cái dĩa của em nó khô rồi đó. Đó, bỏ ra. Ồ. Oh. Nè, nó khô cứng luôn nè, nhà ăn thử miếng nè. Giờ anh ăn gánh ăn mới ngon nè. Rất là ngon. Bây giờ thì nó giống như trần bì mà còn ẩm á. Nhưng mà để ngoài mình đảo vậy nè, vài tiếng đồng hồ sau là nó thành như vậy. Trà này uống, có người hỏi trà này uống công dụng gì không? Mình giúp cho tan mỡ máu, lọc mỡ, tan mỡ trong máu. Món này chị ho được nha. Món này chị ho được. Làm bằng đường phèn. Đúng rồi. Nhưng mà mình mọi người đừng có làm với mật ong, tại vì trong mật ong nó có rất là nhiều chất mà em không có biết.
biết được cái chất của nó có đá nhau hay không, nên là tốt nhất là mình lên làm đường phèn thôi, cứ đào đường thì à, nếu mà mình đã từng ăn cái mứt tắc rồi á thì chắc ăn cái bưởi nhưng mà nó còn tươi á, nó cảm giác giống như là mình ăn cái mứt tắc mà nó ướt như vậy á. Ngon lắm. À, anh thích ăn như vậy hơn nè, còn tươi á, nó còn nhẵn nhẵn đá đá ăn rất là thích. Mà một chút xíu à, the the, còn lưỡi. Còn cái này thì nó khô rồi, nó khô thì ăn chắc ngồi ăn. Ăn cái này cắm chanh. Cái này uống trà cắm chanh. Cái này bố, nhà con bố mẹ lớn tuổi á, uống nước trà là ngon. Tùy 20 phút, tùy nhiệt độ ha. Thế là cái lò của anh Chánh nó chuẩn hồi nãy là khoảng 23 phút, 23 đến 25 phút. Cái lò Sanaki của em nó khoảng 30 độ rồi. Có bạn tên là Ngân Diệp hỏi là có cách nào mình khử cho nó hết cây luôn không? Nó hết luôn thì cứ xả như vậy. Đúng rồi. 2 ngày cứ ngâm xả. Cứ xả liên tục vậy á. Nhưng mình chủ yếu mình giữ cái tinh dầu lại, cái cay lại để cho nó tốt cho cơ thể. Mình xả hết thì nó uổng. Còn nếu mình làm cho bé ăn á, thì mình cứ ngâm như vậy, mình để 2 ngày mình xả là hết the. Tại bé nhà em 4 tuổi vẫn ăn được á. Nó không nhai được cái sơ, nhưng mà cứ mút hết cái nước the đi. Cái này hả, làm bánh ngon lắm nè. Mình làm cho nó hơi giòn xíu nữa, mình làm bánh á. Mình làm mấy cái bánh ngọt á. Rồi, xong rồi, dễ hoàn thành tác phẩm. À, gửi lời chào tạm biệt đi. Không, anh nói đi. Em muốn nói gì em nói, em dễ thương quá, em muốn nói gì em nói. Em chào cả nhà chứ. Cả nhà làm cho gia đình ăn cho nó tốt cho sức khỏe. Rồi à, bữa nay bạn đó đến, lần đầu tiên bạn đó đến bếp Fabi, bạn nó hơi bị quýu. Cho nên lần sau hy vọng là cả nhà bỏ qua mấy cái chuyện quýu đó, hy vọng lần sau nó sẽ tự tin hơn. Cảm ơn Út nhiều bỏ thời gian đã đến chia sẻ cái bưởi mà đã quá là nhiệt tình. À, có người hỏi là chỉ luôn đi. Dạ. À, mình làm sao để biết cái bưởi sấy của mình nó đạt? Nè nè nè, coi nè. Không. Nó còn nước, nó còn dẻo luôn. Nè, hai bên hai miếng đưa cho anh coi. Anh đưa miếng trắng này, nè, anh nè, hơi khô rồi. Nè. Còn cái này là mình chuẩn bị đi sấy nè. Mình chuẩn bị đi sấy nè. Nó sẽ áo trắng trắng. Nó sẽ áo trắng trắng như vậy, nhìn trắng trắng thôi. Nếu mà trắng toàn bộ vậy thì nó hơi khô. Nó có cái điểm áo trắng trắng như vậy. À, mình để trên bếp nó sẽ khô luôn, không cần sấy đâu. Chánh cũng đồng ý chuyện đó. Nhưng dạ, mà Chánh nó cảm giác mũi. Đúng rồi, không, trong bếp á, để trên cái bếp chảo á. Nhưng mà Chánh nó cảm giác như mà nếu mà mình để trên bếp chảo đó, mình sên luôn á, nó sẽ cứng mà nó không có dẻo. Tôi thấy nó sẽ dẻo hơn được chút. Nếu mà cả nhà mình mà sên trên chảo giống vậy đó, thì mình phải giảm mức lửa thấp nhất luôn. Giống như mình sấy mức dừa, mà công đoạn cuối cùng của mức dừa đó. Mình sấy như vậy thôi thì cũng được, cho nhà nhà mà ta không có lò sấy là vẫn tận dụng được. Rồi, cảm ơn Út nhiều. Rồi Út chào tạm biệt Fabi với fan Fabi đi. Em chào mọi người. Rồi nha, lát 7 giờ mình livestream thêm chậm nữa nha. Livestream món gì chúng ta nhắn thông báo. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye bye. Dạ mình thấy lại. Bye bye.